Xin mến chào đến tất cả cô chú anh chị em thân mến. Hôm nay là ngày 11 tây tháng 3 thì em mới xin giới thiệu đến cô chú anh chị em hai cái dòng máy này là Kubota Z lộn xin lỗi GT140. Con này là GT155. Đó, thì tình trạng máy này là hàng nghĩa địa, hàng có Sài Gòn mấy anh em. Đó. Nhưng mà bao mấy anh em nha. Hơi hám, máy chưa bung nha. Đó, máy ok. Thôi bây giờ mình sẽ quay gửi gái tắm rửa nó đi rồi cái là quay cho máy test máy cho mấy anh em xem. GT140. Con này đó là cũng GT155. Hàng Kubota chính hãng anh em. Ngon lành luôn. Thì những dòng máy này á về mấy anh em lên dàn sới chạc hoặc là bơm nước chạy xù. Này, hay là nói chung là làm đa năng anh em, tắt điện này kia thì ok luôn, ngon lành. Cái này thì máy đã mình sẽ kiểm tra hết rồi, về kiểm tra hết là nghiêm chỉnh rồi anh em, về là chỉ đổ dầu đổ vớt vô là lâm kẹo thôi, khỏi suy nghĩ. Máy còn khá đẹp. Rồi, tắm rửa nó em xong rồi anh em ơi. Giờ mình test nổ máy nha. Thứ nhất là con 155 trước đi. Còn 140 bên này. Dữ gằn ngực luôn anh em ơi. Máy nè, bây giờ mình quay chi tiết mình em xem ha. Máy đẹp như mơ nha, đi chung chanh luôn. Ok, nằm một quan luôn em. Máy này con này là về chứ đổ dầu vô châm vô chạy thôi nè. Đâm cao
Rồi tới con 140 đây, sơn là còn mảnh mảnh này ha, đẹp. Con này cũng không chạy, cái nết cũng chạy cũng không thua gì 155 anh em. Chung con này thì cũng có xả ống dầu anh em, chạy ống dầu nha. Máy là ok, đèn đớm mới tinh, máy là chưa buông tháo mở anh em. Rồi đến đây em cũng xin kết thúc anh em ơi. Thì anh em xem video thì anh em nhớ nhấn nút đăng ký kênh để nhận được cái video mới, những cái clip mới anh em. Thì cũng không có gì hơn, đặc biệt cửa hàng chúng em có bán hỗ trợ trợ góp ha. Thì sau khi mấy anh em nào có xem qua cái đoạn video mới vừa qua, em mới vừa quay, thì mấy anh em nào yêu thích á, con nào thì trường hợp mấy anh em không có, gọi là không có tiền luôn đi, không có tiền để mua một cái máy xịn xài, thì cứ alo đến em. Thì đây em có bán hỗ trợ trợ góp anh em đó, không cần thế chấp, không cần trả trước luôn, chỉ cần có giấy căn cước công dân là mấy anh em lấy đem máy về nhà để xài thôi. Thủ tục rất là đơn giản anh em. Thì lãi suất thì nói cái dòng máy Kuta này á, thì máy cái đĩa thì 10 triệu một tháng 120 ngàn. Còn mấy anh em mua cái dòng máy mới thì bên Kuta hỗ trợ mấy anh em là 10 triệu tháng 100 ngàn anh em. Rồi cũng rất là cảm ơn mấy anh em đã quan tâm và theo dõi video. Nhưng mấy anh em nhớ đăng ký kênh mấy anh em để nhận được cái video mới, những clip mới ha. Rồi xin cảm ơn, chúc anh em một ngày mới tràn đầy niềm vui hạnh phúc bên người thân gia đình nha. Thân ấy chào tạm biệt anh em, hẹn gặp lại anh em tiếp sau, mấy bạn anh em.